kính chào quý vị và bà con ngư dân. Thưa quý vị, vùng áp thấp nóng trên khu vực lục địa Trung Quốc vẫn đang hoạt động mạnh và tiếp tục mở rộng về phía đông nam, nên nó vẫn gây ra nắng nóng gay gắt cho khu vực Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ. Trên vùng biển thì áp thấp này vẫn đóng vai trò là một vùng hút gió mạnh. Vì vậy mà trong những ngày vừa qua thì gió trên khu vực vịnh Bắc Bộ duy trì với cường độ khá mạnh. Trong đêm nay thì trên vùng biển thuộc khu vực vịnh Bắc Bộ, gió nam vẫn hoạt động mạnh với cường độ trong khoảng là cấp 5, giật trên cấp 5, biển hơi động. Nên các tàu thuyền đánh cá, nhất là các tàu thuyền nhỏ thì vẫn cần chú ý để đảm bảo an toàn. Còn trên các vùng biển ở phía nam thì gió vẫn thịnh hành chủ yếu là theo hướng gió Tây Nam với cường độ không mạnh nên là tình trạng biển thì vẫn sẽ diễn ra ổn định. Tuy nhiên tại đây thì những đám mây dông có thể sẽ hình thành và phát triển nhiều hơn so với các vùng biển phía Bắc nên là những đám mây dông này có khả năng sẽ gây ra những cơn mưa rào và dông ở một vài nơi trên biển, nhất là vào thời điểm chiều tối, khiến cho tầm nhìn xa của các phương tiện sẽ phần nào bị ảnh hưởng. Trong 24 giờ tới tiếp theo thì vùng áp thấp nóng phía Tây vẫn hoạt động ổn định và nối với cả một rãnh áp thấp đang bị nén và đầy dần lên do quá trình tăng cường yếu của áp cao lục địa. Trong khi đó thì lưỡi áp cao cận nhiệt lại đang có xu hướng lấn về phía Tây nên gió trên các vùng biển này sẽ chuyển dần về hướng Nam đến Tây Nam sang hướng Nam đến Đông Nam. Tại vùng biển vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi sẽ có gió Nam đến Đông Nam với cường độ mạnh cấp 5, biển hơi động. Và sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Tại vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ, gió vẫn thịnh hành theo hướng Nam. Ban đêm thì gió có cường độ mạnh cấp 5, giật trên cấp 6. Ban ngày thì gió duy trì với cường độ mạnh cấp 4, cấp 5. Sóng biển cao từ 1,25 cho đến 2,25m. Vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng thì cũng sẽ khiến cho thời tiết trên vịnh có nắng mạnh, trời quang mây nên nhiệt độ sẽ tăng hơn so với 24 giờ trước. Còn tại vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ, trong đêm nay gió cũng thịnh hành theo hướng Nam với cường độ mạnh cấp 5, giật cấp 6. Ngày mai gió có cường độ mạnh cấp 4, cấp 5, sóng biển cao từ 1 đến 2 mét. Thời tiết trên vùng biển này cũng duy trì tình trạng là quang mây, ban ngày nắng mạnh nên tầm nhìn xa thông thoáng. Các tàu thuyền có thể hoạt động được bình thường. Tại vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi bao gồm đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn, tại đây cũng đang thịnh hành gió Nam với cường độ mạnh cấp 4, cấp 5, sóng biển cao từ 1 cho đến 2 mét. Thời tiết tại đây cũng hầu như là không có mưa, ban ngày ít mây, tầm nhìn xa thoáng, các tàu thuyền vẫn có thể ra khơi đánh bắt thủy hải sản bình thường trên vùng biển này. Còn tại vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, đảo Phú Quý, thời tiết và tình trạng biển tại đây ổn định hơn. Gió trên vùng biển này chủ yếu thổi đều theo hướng Nam đến Tây Nam với cường độ mạnh cấp 4, sóng biển không cao nên rất thuận lợi cho hoạt động của tàu thuyền. Tại vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Côn Đảo, tại đây cũng duy trì chế độ sóng gió, sóng yên biển lặng. Trên vùng biển này thì gió chỉ thổi nhẹ theo hướng Tây Nam với cường độ chỉ trong khoảng là cấp 3, cấp 4 nên sóng biển tại đây không cao, thuận lợi cho hoạt động của tàu thuyền. Tuy nhiên trên vùng biển này thì mây dông lại có khả năng hình thành nhiều hơn, gây ra mưa rào và dông cục bộ ở một vài nơi nên tầm nhìn xa tại đây có thể sẽ bị giảm xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Tại vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu, tại đây gió thổi yếu theo hướng Tây Nam nên sóng yên, biển lặng, thuận lợi cho hoạt động ra khơi của bà con ngư dân. Tuy nhiên trên vùng biển này thì cũng có khả năng sẽ xảy ra mưa rào và dông ở một vài nơi, nhất là vào thời điểm chiều và tối. Tại vùng biển Vịnh Thái Lan, tại đây gió cũng thổi yếu nên tình trạng biển khá ổn định. Tuy nhiên các tàu thuyền khi hoạt động trên vùng biển này thì cũng cần chú ý vì hiện tượng mưa rào và dông cũng sẽ xảy ra nhiều cho vùng biển này, khiến cho tầm nhìn xa giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Chuyển sang phần dự báo cho khu vực phía Bắc của Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa. Đêm nay và ngày mai gió thịnh hành tại đây theo hướng Nam với cường độ trung bình khoảng cấp 4, cấp 5. Sóng biển có độ cao từ 1 đến 2 mét, tình trạng biển bình thường. Vì vậy các tàu thuyền có thể hoạt động được bình thường trên vùng biển này. Tại khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc, tại đây gió cũng thổi đều theo hướng Nam với cường độ trung bình, sóng biển không cao, chủ yếu là trong khoảng 1 đến 1,5 mét, tình trạng biển là khá êm ả, cộng thêm với thời tiết trên biển thuận lợi nên rất thuận lợi cho hoạt động hàng hải cũng như là việc ra khơi xa đánh bắt thủy hải sản của bà con ngư dân. Tại khu vực phía Nam của Biển Đông, tại đây gió thịnh hành theo hướng Tây Nam với cường độ mạnh cấp 4 nên sóng biển khá êm, tình trạng biển ổn định. Tuy nhiên trên khu vực này thì mây đối lưu lại có xu hướng phát triển mạnh và nhiều hơn nên có thể sẽ gây ra tình trạng mưa rào và dông trên biển, ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền, làm cho tầm nhìn xa có lúc sẽ bị giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin dự báo thời tiết biển ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.